Quý vị đã trở lại kênh của Đồ Gỗ Đức Hiền trên youtube.com. Và đây clip này chúng tôi chỉ muốn khoe là chúng tôi sáng nay là ngày 22 tháng 6 năm 2016 là mới bán được một chiếc tủ áo 2 vuông với cái chiều rộng là đo cái phần chỏm dài nhất là 1m3 và được làm gỗ gụ với cái phần vân rất là đẹp. Thì chúng tôi sáng nay khách hàng mới ký thì anh ở phố Khương Thượng và anh có dặn tôi là đi đến số 498 Trường Chinh thì là rẽ vào. Và anh ký rất cẩn thận vào các cái chi tiết trong này. Đây, từ bên trong này. Và bây giờ tôi sẽ đi lên trên tầng 4 vì hiện nay cửa hàng tôi là có hai cái. Hôm nay anh cũng xem hai cái, anh đều thấy là vân rất đẹp, nhưng mà bà xã thì thích cái hoa văn đục chạm hình quả dứa này. Thế còn ở trên gác sẽ còn một chiếc hình triện, tôi sẽ đang đi lên gác. Tóm lại là hiện nay trong cửa hàng còn hai cái nhưng bán một và còn một. Đây là tôi đang đi từ tầng 3 lên tầng 4 của Đồ Gỗ Đức Hiền. Tôi sẽ đi nhanh vì hiện nay máy đang báo là gần hết pin. Ủa.